Biết rồi. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hiện giờ cống chuẩn bị mở rồi mọi người. Các tàu ga đang tụ họp lại đây nè. Hiện giờ ngay cửa cái cống mở đang có hai chiếc xà lan chuẩn bị ga mọi người. Ở bên kia thì cũng có rất là nhiều các YouTuber nha. Khá là nhiều YouTuber bên kia, bên đây cũng đông nữa nha mọi người. Ở đây luôn là tâm điểm của các YouTuber nha. Bây giờ cửa cống đang mở nha mọi người. Rồi, cửa cống đã mở. Bây giờ là thời điểm của các tàu ga đi ra ngoài nha. Hôm nay chỉ mở một cổng thôi nha mọi người. Mở ra luôn. Rồi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Tại vì nó đứng sát bờ cho nên cái sự va chạm nó nhiều nha mọi người. Đây là chiếc xà lan không có chở gì cả, nó đang chạy với tốc độ rất là cao nha mọi người. Tốc độ kinh hồn chưa? Cái thời điểm ra thì cái đa số xà lan chạy với tốc độ rất là lớn nha mọi người. Mọi người có thể thấy dòng nước nó đang rất là xiết nha. Tốc độ kinh khủng quá. Hiện giờ trong này còn rất là nhiều xà lan với những chiếc tàu chở dừa mọi người. Rất là đông luôn. Xà lan này khá lớn nè.
các bạn để ý có thể thấy cái dòng nước nó có cái độ dốc rõ ràng luôn nha mọi người. Ông tàu thuyền phía sau nha mọi người. Đây là chiếc xà lan khá lớn đang tiến vào mặt cống nha. Quá lớn luôn nha mọi người. Thank you.
quá lớn. Quá lớn luôn nha mọi người. Đa số này giờ ra toàn là lớn không. Sát cầu luôn. Hiện giờ đây là chiếc cuối cùng đang đổ ga nha mọi người. Tình hình đi ga lúc nào cũng căng thẳng hết trơn nha. Vẫn có va chạm bình thường nha mọi người. Những va chạm khi đi ga nó rất là lớn nha. Bye.